Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang có nhu cầu tìm nhà quanh khu vực bến xe nước ngầm cũng như Hồ Linh Đàm thì hãy xem video ngày ngay nhé. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay cách vị trí bến xe nước ngầm ngay phía sau em Phương đây chỉ 150m thôi. Căn nhà với diện tích là 37m², xây dựng 4 tầng với 4 phòng ngủ, đặc biệt là với giá chỉ 3,3 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Với mặt tiền là 3m6, đuôi cũng 3m6, nhà của chúng ta vô cùng đẹp. Diện tích xây dựng là 37m², được xây dựng 4 tầng. Nhà hướng chính nam, cực kỳ đẹp. Căn nhà của chúng ta thì chủ nhà mới ở được 1 năm thôi, xây để ở, nhà còn rất là mới, vẫn còn mùi sơn. Tuy nhiên đồ đạc nội thất đã sắm đầy đủ hết rồi, chúng ta chỉ việc về ở thôi. Đây chính là lợi thế của căn phía trong đây. Bên cạnh chúng ta vẫn còn khu vườn có thể thả gà được. Đây, nhà chúng ta đây, đây là mặt đường ô tô tránh nhá, rất là gần. Cách cái trục Ngọc Hồi này thì chắc chỉ khoảng 100m thôi. Đấy. Cách bến xe nước ngầm chắc khoảng 150m, vô cùng gần. Rồi, sau đây thì em sẽ đưa anh chị tham quan chi tiết phía trong. Ở đây chủ nhà thiết kế phòng khách ở đây, nhỏ gọn nhưng mà rất là hiện đại. Đây là khu phía khu bếp. Gạch thì được ốp kín hết đây rồi, rất là sạch sẽ của khu bếp này. Đấy, em zoom rộng một chút cho anh chị dễ hình dung nhé. Là chị em phụ nữ nào mà thích nấu ăn thì cái căn tủ bếp này tuyệt vời này, rất là rộng. Đấy, phòng đẹp. Anh chị hãy bấm vào nút đăng ký kênh giúp em Phương nhé, để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Và sau đó bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Và đừng quên comment ý kiến của anh chị xuống phía dưới, giúp cho kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội chúng em hoàn thiện hơn. Đây có một cửa sổ nhỏ, một phòng nhỏ cho bạn bé ở đây. Tiếp theo là sẽ sang phòng ngủ bên này thì sẽ rộng hơn. Ánh sáng tự nhiên, đầy đủ hết. Có phải đi ra không? Ánh sáng đầy đủ. Anh chị nào có nhu cầu chuyển đổi chỗ ở thì hãy điện thoại cho em Phương ngay nhé. Số điện thoại là 0987 396 111. Em sẽ kết nối giúp anh chị. Và đặc biệt là anh chị nào có đất muốn chuyển nhượng thì cũng điện cho em Phương luôn nhé. Có thể em sẽ nhập lại luôn cho anh chị, hoặc kết nối với anh chị một cách nhanh nhất với mức phí là rẻ nhất của thị trường rồi. Với anh chị nào đã làm với em Phương rồi thì chắc sẽ biết. Với 4 phòng ngủ rất là đẹp, nhà ở chắc chắn. Trên này thì sẽ là phòng thờ. Và đây cũng là một form phòng thờ rất là hiện đại đây. Đấy, hiện đại. Anh chị nào chưa biết thì có thể tham khảo mẫu này nhé. Đấy, rất là hiện đại và quay theo hướng đúng hướng của mình. Trên này là khu phơi phóng giặt giũ rồi. Đây anh chị có thể nhìn thấy bên kia là bến xe nước ngầm rồi. Còn phía sau này là Hồ Linh Đàm. Rất là gần và tiện. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh giúp em Phương nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.